Đề thi năm nay hơi dễ quá. Ai cũng có thể làm được hết á. Trúng tủ á chị. Trúng tủ, dạ chúc mừng em. Và mình là View Bảo Lộc đây. Và hiện tại mình đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc, nơi diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Và sáng hôm nay các bé đã thi xong môn đầu tiên, đó là môn văn. Vậy thì hãy cùng theo chân mình phỏng vấn các bé nhé. Em cảm thấy đề thi năm nay khá là vừa sức với học sinh. Em không ôn văn nhưng mà em chiếm được 2 tờ rồi chị ơi. Đề năm nay cũng không có quá là khó khăn. Dạ, em thấy đề thi gọi chung là cũng khá ổn với các bạn học sinh. Không khó mấy. Nói chung là ai cũng có thể làm được hết ạ. Em cũng xin chúc tất cả các bạn sĩ tử của nước Việt Nam mình có thể thi thật là tốt. Tất cả các bạn đều có thể đạt được với vòng 1 của mình. Có lẽ mọi người, năm cuối rồi, không có cơ hội làm lại đâu, cố lên. Các sĩ tử 2 cái 6 hãy cố lên, quyết tâm đổ nguyện vòng 1 ạ.